Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Tiếp tục đến với video về tựa game Football Pro anh em nha. Và video ngày hôm nay thì mình tích được khá là nhiều vé, 78 cái vé để mà vào đây trinh sát giải đấu em ạ. Và hiện tại thì mình đang đi theo cái giải đấu đó là NHA, và mình sẽ đi gacha NHA này để xem là có cái tỷ lệ ra được Ronaldo hay là Mohamed Salah ở đây hay không. Nếu mà ra được thì tuyệt vời quá, còn không thì chúng ta cứ test thử xem cái tỷ lệ ra sao nha. Cái vé này thì chúng ta có thể là sử dụng để mà trinh sát cái đỉnh cao cũng được nha, miễn phí này. Sau đó thì chúng ta sẽ có thêm cái phần trinh sát thường. Ở đây thì mình cũng đang có mấy cái lần trinh sát thường để trinh sát thử xem nhé. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chạy sang phần trinh sát giải đấu ở đây để mà gacha X10. 30 lần sẽ có cái vé bảo hiểm với cái cầu thủ 85 cộng trở lên. Và để xem là 85 này. Ok, ST. ST thì hiện tại mình đang có mất rồi anh em. ST thì đang đủ rồi. Tiếp tục sang đây gacha thường. Đấy, sau đó thì chạy sang gacha NHA. Thế nghe bảo là tỷ lệ ở cái phần này khá là ổn và nó có cái tỷ lệ cao ra những cái cầu thủ tím. Ôi giời. Vừa nói xong. Ở đây có danh sách. À không. Cái phần này thì mình đã biết rồi. Chúng ta vẫn còn 12 lần. Là chắc chắn là sẽ có thêm được một cầu thủ 85 cộng trở lên. 84 à? Ok. Quay trở ra và trinh sát LHA. Để xem nào. Tím đi. Tím. Có tím hay không? CM 82 thôi. Ôi, sao lại thế? Nó bảo là chắc chắn sẽ có cái cầu à đây. Đây mới là hai lần để mà lấy được cái cầu thủ 85 này. 1 2 85. Rồi ôi sao nắm thế? Chết rồi. Sao nào? Ở đây CM không nào thay thế được anh em ạ. Thay hết lực chấm vào đây thì sẽ mất khá là nhiều lực chiến. Vẫn có cái độ ăn ý khá là cao. Nó tăng lên 13.694 cơ. Để xem cầu thủ ở trong đây nào. Đây, kích hoạt. Ôi, chết rồi, hết cái thẻ kích hoạt BST rồi anh em. Chưa kích hoạt được BST. Rồi, quay trở lại với phần trinh sát này. Tiếp tục chúng ta sẽ gacha 16 cái vé còn lại ở cái phần gacha thường. Sau đó thì quay trở lại và tiếp tục gacha. SIMD. Ok. Tiếp theo còn... Đây còn bao nhiêu vé đấy nhỉ? Đây còn 6 vé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Gacha tiếp. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ một phát nữa xem nào. Chẳng lẽ 80 mấy gần 90 vé này mà không ra được tím nào hay sao? Hay là chỉ vào đây gacha cam hay sao anh em? Ôi 82. Chết cháu. Một phát nữa này. 7 lần thì quay lẻ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không lệch một tí nào luôn. 86 anh em. 86 à. Ô, còn 9 vé nữa này. Ở ngoài đây có cái sự kiện gì gacha không nhỉ? Kiếm thêm một vé nữa thì đẹp. À không. Một vé đó thì chúng ta có thể là sử dụng. Mua.
Đây, 150 kim cương nha. Để xem lần này thì chúng ta sẽ có được cầu thủ gì với cái vé gacha X10 cuối cùng. Không có gì anh em ạ. Hơi đen. Hơi bị đen luôn anh em. 20 lần nữa ra cầu thủ 85 cộng trở lên. Kỳ chuyển nhựa. Đến với phần cầu thủ chúng ta kích hoạt sao. Lên được 2 sao này. Đột phá vẫn chưa lên được sao, chỉ là lên được cái mảnh để mà nâng cấp sao thôi anh em nhé. Quay trở lại với phần đội hình và chúng ta sẽ cùng khám phá xem là có thêm cầu thủ mới nào hay không. 86, 88, 84, 86 cao kìa, 83, 86. Rồi, vẫn là đội hình cũ không thể nào thay thế được nữa anh em ạ. Hiện tại thì với cái đội hình này của mình đã lên được độ ăn ý là full 33 rồi anh em. Full 33 là cũng khá là ổn rồi, bồi dưỡng thì mới được có một cầu thủ thôi anh em ạ. Hiện tại thì mình đang đi theo cái giải NHA. Đây, tất cả các cái cầu thủ ở đây đều NHA hết. Đó, thì đã kích được full 33 cái độ ăn ý của cầu thủ rồi. Sao ở phần trinh sát này nó vẫn có thêm cái chấm đỏ gì nhỉ? Vậy là trinh sát giải đấu thì nó sẽ tính vào cái điểm trinh sát đỉnh cao này à? Ở đây có cái vé này. Hay thế. Ô kìa con chim sâu. Hay thế à? Được. Nó tính vào cái phần trinh sát giải đấu thì chúng ta sẽ nhận được cái điểm khi mà chúng ta đã trinh sát anh này, thưởng trinh sát này. Hay nhỉ? Nó lại xếp vào đó luôn mới hay chứ. 81 mở cả hai xem nào. 84 này. 184. 184, 183. Đây là ở bên CB. 85 plus này. Red Bull. Giải đấu Pháp. Ok. Cũng khá là hay và cũng khá là ngon ở cái phần đó anh em nhé. Thực sự là để mà lâng sao của những cái cầu thủ tím này nên rất là khó anh em nhé. Chúng ta cần phải có được những cái cầu thủ trùng và tỷ lệ mà đã được cầu thủ trùng tím thì nó không cao đâu anh em. Nên nó hơi bị căng đó. Chúng ta bây giờ cần phải kiếm được cái BST để mà kích hoạt những cái cầu thủ mới, tăng cái giá trị của đội hình anh em lên. Cần 60 cái thẻ kích hoạt BST. Và cái này thì chúng ta sẽ cần phải mua ở trong phần shop du đấu. Mình sẽ mua. Để mà mua thêm được 10 mảnh nữa thì chúng ta sẽ cần tốn đến 75.000. Rồi bây giờ chúng ta đã kích hoạt được cầu thủ mới này. 80 mảnh. Quay trở lại với phần đội hình này. Ôi, trừ đi nhiều quá anh em ạ. Trừ 30% đấy. Cái này nó sai vị trí anh em nhá. Sai vị trí mất giờ. Ok, thì vẫn là với cái đội hình cũ thôi anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đấu thử xem nào. Đá thử xem sao nha. Có đội bí ẩn à. Đội bí ẩn này 422.000. Chắc là khó thôi anh em ạ. Thôi mình đá với cái trận cuối cùng này đi anh em nhá.